Đây là nhà của anh Tùng. Sân hoa còn nhuộm hồng sắc pháo. Anh Tùng vừa cưới vợ được 3 hôm. Kìa, sắc pháo hồng bái tảng mãn đầy sân. Anh Tùng ơi, em nghe trong lòng rã rời tan tác. Cha nghĩ mẹ già với đứa em gái.
hương. Tất cả những thơ từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cũng muốn xé cô xé, cái nào cũng muốn giữ cô giữ. Vì tôi coi như là không có gửi cho cô bức thơ nào cả. Chào cô. Tông à? Dạ. Tông. Dạ. Em làm gì đó? Ơ kìa, cô Hương đến đây à? Chào cô Hương. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô? Dạ. Kìa, sao cô lại khóc? Anh còn lạ hay gì nữa? Khóc có cơm ăn, khóc có quần áo để mặc, khóc mà có son phấn để bôi lên môi, trét lên má màu hồng tươi thắm đấy chứ. Tùng, em không nên dùng những lời quá nặng nề để miệt thị cô Hương. Vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng à. Bây giờ anh muốn bênh vực cô ta nữa à? Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh. Sao? Tùng, vì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Trời ơi, anh ơi, cô thật như vậy sao? Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết đã yêu Tùng. Sẽ thắt nhưng chẳng qua vì lời trăng tối của mẹ cha, vì danh giá của gia đình ta, cho nên anh cắn răng buộc lòng phải yêu cầu cô Hương nên xa Tùng vĩnh viễn. Hơi tàn nhẫn của tôi sẽ đem lại cho cô nhiều đau khổ, nhưng cô không tiếc rẻ mối tình gian dở nên mới hy sinh hạnh phúc cho người. Ơn của cô tôi xin ghi nhớ còn tiếc gì đến cuộc đời cát bụi này nữa. Cô Hương ơi, trong giờ phút đau khổ, người ta cần phải khóc cho thật nhiều, cho vơi bớt phần nào chua xót. Nhưng trong hoàn cảnh này, những giọt nước mắt của cô có giá trị như liều thuốc hồi sinh. Nó sẽ làm sống lại mối tình đã chết liệm trong lòng Tùng từ bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô đã đi gần hết quãng đường dài cao đẹp, thì tôi xin cố gắng thêm vài bước nữa, chớ đừng vì một phút yếu và nóng lòng mà cô phải phí bỏ cả công tình. Nhưng em sẽ cố gắng. Tùng ơi, chắc đây là lần chúng ta gặp gỡ sau cùng. Khuyên Tùng hãy ráng quên Hương,
già ngày hương ấy cũng dám quên tùng. Xa nhau tùng cho phép hương giữ lại những vật kỷ niệm mà tùng đã tặng chung, và luôn cả bức thư này nữa, vì bây giờ tùng đã hiểu được hương. Đêm đêm hương sẽ thắp nhang cầu trời Phật phò hộ cho tùng có hạnh phúc với gia đình. Tùng có hạnh phúc thì hương mới được vui. Tùng ơi, hương sẽ vui sống với hạnh phúc của vợ chồng tùng. Đơn ý bước đoàn phiêu bạc phong sương. Tùng giả anh hai, em vĩnh biệt anh Tùng. Em hương, trong khi Tùng cưới vợ để trả thù hương, thì trái lại hương tự hy sinh đem cả tương lai hạnh phúc mà vẫn trọn cho Tùng. Nhận tâm đi khinh bỉ hương, nhưng hương ơi nguyện rủa và khinh bỉ vì ta hiểu lầm nhau, đớn đau chẳng khi ta hiểu được nhau, thì tùng về đây đã có vợ xong rồi. Quên đi mọi việc cũ, ráng mà thương vợ cho gia đình êm ấm, cho anh hai được vui lòng và thương cũng vui nữa. Không, thương ơi, làm sao mà Tùng quên được anh hai? Em còn lòng dạ nào mà thương hai nữa? Trời ơi, người thương như vậy mà anh cho lòng sâu xa. Anh ơi, sâu dị dạng cũng đáng sợ đó anh à. Có sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Anh hãy đi tìm khắp nơi nơi coi đâu có một người đàn bà nào và cao đẹp như vậy. Tôi sẽ đi với hương, sẽ đi với hương, chúng ta sẽ sống chung nhau dòng trong mái tranh để giúp ta nghèo nàn. Tùng, em đã biết rõ mọi việc rồi, anh cho em chọn quyền định đoạt, nhưng em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi định đoạt chuyện gì quan trọng để sau này khỏi phải hối hận nhé. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương. Hương, Tùng sẽ đi với Hương. Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng. Kìa, vợ anh về. Em Diệu, lại đây anh giới thiệu với em. Trời ơi, chị hai, sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới thăm vậy? Diệu, em... Chị hai, chị sao vậy? Chị xỉu, chị bệnh hả chị hai? Hả chị hai? Không sao cả. Gặp lại em, chị mừng quá cho nên. Diệu. Dạ. Chị nào vậy em? Ủa, anh chưa biết sao? Đây là chị The, chị hai của em đó. Hả? Chị ruột. Thì chị ruột chứ chị gì? Trời. Ê, có kìa. Sao mặt mày anh xinh dần vậy? Anh chống mặt em mà. Chắc bị gió. Để em đỡ anh vào trong nha. Thôi được rồi. Anh thấy cũng khỏe lắm rồi. Khỏe rồi. Anh khỏe rồi hả? Còn chị hai, trong mình chị hai có sao không chị hai? Không sao đâu em à. Chị đã thấy khỏe rồi. Chị lại thăm em một chút rồi chị đi nha. Không được. Chị phải ở lại đây à. Anh ơi, anh mời chị ở lại chơi đi. Anh không nói tiếng nào hết, làm sao chị ở? Thôi,
cần gì phải tới dưỡng ba nói chị mới ở lại đặng. Chị. Chị gì của anh á? Chị hai. Anh nói coi. Chị ráng ở lại cho vợ em nó vui lòng nha chị hai. Mà thôi chị đừng ở lại. Chị ở lại đây có một mình em vui à. Còn ảnh không có vui đâu. Thôi hai em đừng cãi giả nữa. Chị ở lại đây với em đi nè. À, vậy phải vui không? Anh kỳ quá à. Ba má mạnh giỏi hả em? Dạ mạnh. Nhưng má buồn lắm. Nhất là hôm đám cưới của em chị không về má khóc biết là bao nhiêu. Ờ chị hai, em có gửi thơ cho chị mà chị có được thơ em không? Chị đã rời nhà. Có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị có nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với dưỡng ba đây à, mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng của ba má. Chị được nở mặt mày với lối xóm bà. Chào, hai em tôi đi. Chị hai, chị chạy đâu vậy cha?